Sữa tắm Hatomuji giúp cải thiện nếp nhăn trên cơ thể và sẽ khít lỗ chân lông body. Chiết xuất từ vitamin B1 và B2 để làm sạch mụn và điều chỉnh màu da, cung cấp độ ẩm tức thì và lâu dài. Da trồng mịn màng hơn và đàn hồi hơn và săn chắc. Thành phần chính chiết xuất từ hạt cốt chứa nhiều axit béo như axit linoleic, axit palmitic, axit stearic, axit CIS8 octadec NOX. Ngoài ra còn có vitamin B1, B12 và E góp phần tạo nên một loại sữa tắm từ hạt ý dĩ tốt nhất. Công dụng: sữa tắm Hatomuji hạt ý dĩ làm sạch da, nhẹ nhàng loại bỏ tạp chất, mồ hôi, bã nhờn, giúp da được sạch sẽ, thông thoáng. Loại bỏ tế bào chết, tế bào da sừng hóa, thúc đẩy tái tạo da. Dưỡng trắng da từ sâu bên trong, loại bỏ các đốm đen, vết thâm sạm, melamine, giúp làn da tươi sáng và trắng hồng rạng rỡ. Phục hồi làn da cháy nắng sạm đen, làm dịu làn da và mang cảm giác tươi mát sảng khoái tức thì. Cung cấp một số dưỡng chất có trong hạt ý dĩ, giúp da khỏe mạnh và hạn chế những tác động từ môi trường, đặc biệt là từ ánh nắng mặt trời. Gấp ẩm sâu còn giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, nếp gấp, giúp da căng miệng. Hương thơm tươi mát dễ chịu tự nhiên, giúp thư giãn khi tắm.